bà quái vật này mà bà lấy cô Kiến Quy. Ê, cái giống nó ra đẹp lắm á. Bà quay cái thứ gì kia? Bảo Hường kia. Bảo Hường kia. Trời ơi, bà hãm hại đời người ta hồi nào mà bà không có khai. Trời ơi. Trời ơi. Mày không để luôn. Chúc mừng bà bạn có 20 triệu. Trời ơi, ghê quá. Em giống như một cái con thủy tặc ở dưới nước mà nó ngoi ngoi ngoi, vừa ngoi lên nó thả hai sợi dây hai cọng bạch tuộc xiết cổ em, nó quỷ diệt, con thủy tặc leo lên luôn á, thiệt á. Bà như một con bạch tuộc biển. Ghê quá em ơi, anh xin lỗi, là tại vì anh không kiềm chế mình được trước cái nhan sắc của em. Nào mà chứa em vậy em? Ti thật, con này là cung bò cạp chứa, nó chứ đâu có cung nào chứa được. Trời ơi, thấy ghê lắm. Em ơi, em phóng ra nó giống như cái núi vậy đó. Rồi em khiêng con nhỏ kia ra. Bà kia bà khửi khửi rồi em liền bán cái khình. Tôi ra muốn cười rồi, tôi ráng cho con có gì hay không. Mà hồi xấu thấy ghê luôn, xấu quá xấu. Sai, sai. Em là sai đó, em chả có gì cười á. Hai cái đứa này nó ghê quá, nó xấu quá. Chị nó quay qua chị nói chứng thành ơi sao. Nó xấu quá, cái ông cười luôn à. Xin mời người chơi kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài. Cười miễn chi cho cái cười quái chí. Sẽ chiến thắng vàng rồi. Khi một trong hai nhân hài tươi cười. Dạo này, chắc dịch đình cung đồ nó cũng giam không kỹ. Nó thả ra quá trời. Giới thiệu đi em. Dạ em tên Trần Vũ Phương. Hiện đang là trang điểm dạo. Nói chung là đầu tư trang phục rất là kỹ. Cái dòng này vua đâu có nở đà vô lãnh cung. Cái kiểu này làm gì sai sai nó chém luôn thôi chứ không có đà. Rồi, anh cô, đẹp quá. Là... Em xin phép dòng này em có hai bạn diễn. Rồi, mời hai bạn diễn của em. Sẵn sàng. Rồi chưa? Và 60 giây bắt đầu. Em đến nơi đây nhớ dáng anh Trần Thành, bao năm thiên tha măng nông mà bây giờ anh mê diễn hương, anh đi bỏ em một mình trong cung đình với ngôi hoàng phi. Quý phi, quý phi đừng có buồn nữa, hãy vui lên đi, hãy vui lên, hãy vui lên, đừng có buồn nữa. Đừng có buồn nữa, hãy vui lên. Bởi vì sao? Mùa xuân đã đến. Muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Phải rồi, mùa xuân đã đến rồi. Ôi, mùa xuân năm nay hoa cúc nở đẹp quá. Mai quế lụa, thu thắm nồng. Hay là chị em chúng ta hãy cùng nhau hát vang một ca khúc về mùa hoa anh đào đi nha. Dạ. Nhớ, mùa chôm chôm chín. Ủa cái gì vậy? Mùa chôm. Ủa cái gì vậy? Chiến thắng vang dội. Bạn thứ 9 á, bạn chưa làm tôi mắc cười. Dạ. Nhưng mà bị gì bạn bưng hai người diễn phụ ra trong cung mà trong cung mà có hai này. Nó nghe nè, con này nó làm trong ngự thư phòng phải không? Vô cái chỗ mà ăn uống á, cái mỗi lần mà mấy cái đồ ăn thử cho vua, cái vua không chịu ăn, vua thải ra là nó ăn hết đúng không? Qua trời con nhỏ. Cung nào mà chứa em vậy em? Ti thật. Con này là cung bò cạp chứa, nó chứ đâu có cung nào chứa được. Trời ơi, thấy ghê lắm. Em ơi, em phóng ra nó giống như cái núi vậy đó. Rồi em khiêng con nhỏ kia ra. Bà kia bà khửi khửi rồi em liền bán cái khình. Tôi ra muốn cười rồi, tôi ráng cho con có gì hay không. Mà hồi xấu thấy ghê luôn, xấu quá xấu. Sai, sai. Em là sai đó, em chả có gì cười á. Hai cái đứa này nó ghê quá, nó xấu quá. Chị nó quay qua chị nói chứng thành ơi sao. Nó xấu quá, cái ông cười luôn à. Chứ thôi chị Hiến, chưa vui. Ba nàng thi tiếp lấy 10 triệu hay ngừng lại lấy 2 triệu. 2 triệu khó chia lắm. Em xin nó duyên dáng, nó dễ thương. Nói chung là em rất là thích chị Việt Hương nên em quyết định em sẽ lại dành Trấn Thành. Thi tiếp. Thi tiếp, 60 giây bắt đầu. Tình của em chỉ trao riêng mình anh Thành. Còn em đây chỉ yêu một mình Ngô Kiên Quy. Nhìn khăn ta nhớ mong tình người nơi xa trường, lòng ta vẫn trong mong ngày đoạn duyên.
mai quế lụa muội muội, muội đang mang trong người cốt nhục của Ngô Kiến Quy tướng quân thì phải chú ý giữ. Cái bà quái vật này mà bà lấy cô Kiến Quy, ê cái giống nó ra đẹp lắm á. Bảo Hường kia, trời ơi, bà hãm hại đời người ta hồi nào mà bà không có khai. Trời ơi, trời ơi, đẻ ra. Ê em xấu kỳ lắm em ơi, xấu độc đáo, xấu bực giận. Nhưng ghê, nhưng cái xấu của em là xấu có duyên và em cũng có duyên luôn, chứ không phải là lấy cái hình thể em ra mà cười. Dễ thương rồi cái bà này nè, bây giờ cái bà hoàng cung, cái bà mà nữ hoàng sầu muộn này nè, bây giờ là phát huy được cái thế mạnh của em từ nãy giờ, trao chúa câu nói đẹp đẽ chịu mà diễn đẹp đồ gì dữ đẹp. Lắm đẹp đồ gì nhẹ nhàng lắm. Ừ, đào chánh ra cốt cách đào chánh. Ồ. Còn cái này trời ơi, Ngô Kiến Hường. Rồi bây giờ ba bạn nắm trong tay là 10 triệu đồng, vòng tiếp theo giải thưởng sẽ là 20 triệu đồng. Nhưng lưu ý một điều quan trọng, nếu thua các bạn sẽ mất 10 triệu đồng của vòng này. Các bạn suy nghĩ thảo luận với nhau xem là mình có nên đi tiếp hay là ngừng lại an toàn với con số 10 triệu. Nè, cái gì đẹp đẽ sạch sẽ sang mà thêm mảng miếng cho nguyên một cái series cung đình mà có cái gì mảng miếng nhiều đem ra làm. Rồi chưa? Và quyết định của nhóm bạn là tiếp luôn. Thì tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Nương nương nguy rồi nương nương, Trấn Thành ca ca và Ngô Kiến Quy tướng quân đã nắm tay nhau cao bay xa trời. Trời ơi, sao nghe qua như xe tăng ngàn tài, trái tim nghe ngào lòng đau nhói, anh ơi có hay Mau đào tuôn rơi. Chết đâu nương nương, việc hương hoàng hậu ban cho nương nương ba thước dài lụa trắng. Ủa này màu vàng mà. Có vàng lòng nguyên sinh. Trời. Và bạn có 20 triệu. Trời ơi, ghê quá. Em giống như một cái con thủy tặc ở dưới nước mà nó ngoi vừa ngoi lên nó thả hai sợi dây như hai cọng bạch tuộc. Ờ. Xiết cổ em nó quỷ diệt, con thủy tặc leo lên luôn á, thiệt á. Bà như một con bạch tuộc biển. Ghê quá em ơi, anh xin lỗi là tại vì anh không kiềm chế mình được trước cái nhan sắc của em. Anh rung động quá, anh sai. Bây giờ hai bạn, các bạn đã có trong tay là 20 triệu đồng và vòng tiếp theo sẽ là giải thưởng 40 triệu đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ, mình nên an toàn ở 20 triệu hay là mình tiếp tục chinh phục 40 triệu. Bây giờ tôi nói bạn nghe nè, hồi nãy là tôi cười vì cái hình thể của bạn này nó khủng khiếp quá. Mà bạn đè xuống thay gì đúng không? Quyên sinh đã tưởng bạn chết, không, bạn đè và mập ra và giết. Thì tôi vô tình tôi cười, nhưng mà tôi thấy là kỹ thuật biểu diễn của bạn vẫn kém lắm. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, một là phải hay, thiệt là hay, hai là tay trắng, bạn đang có 20 triệu. Nhóm hoàng cung của bạn Vũ Phương sẽ quyết định đi tiếp hay dừng lại. Liệu họ có còn đủ chiêu trò để chọc cười hai vị giám khảo? Tất cả sẽ được hé lộ sau ít phút nữa. Dạ, giờ em nghĩ là em chia tay luôn anh Thành. Ngừng. Xin ngừng cuộc chơi. Xin mời giám khảo Chiến Thành và giải thưởng 20 triệu đồng. Cười